Em mến chào anh em ha, chào mừng anh em đã đến chiếc hàng Đông Cơ Nguyễn Văn Châu, địa chỉ 237 Hùng Vương, thị trấn Ai Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay em sẽ review cho anh em con máy Kuota V 2203 lốp xám cho anh em xem ha. Thì con này mới vừa về nha anh em. Máy ngoại hình chất lượng khoảng 90% nha. Máy khá là đẹp luôn. V 2203 lốp xám, bích tông 87 ly nha anh em. Thì nó có tắt điện, bơm, hai bơm luôn ha. Đó, thì máy ngoại hình thì như thế này ha. Cái dòng lốp xám này ở trên dòng xe xe cắt lúa, xe gì anh em. Nên về con nào nấy đẹp không à. Bữa hôm qua em có quay con cũng bán rồi đó. Qua cũng bán con, bây giờ về thêm một con nữa nè. Đó, bữa nay về mấy bự bự không à. Rồi để em sẽ tách máy nổ con này cho anh em xem ha. Rồi đây em sẽ đề máy nổ cho anh em xem. Rồi đây em đề nổ cho anh em xem nha. Khá là êm nha anh em. Đó. Máy thì tua 32 nha anh em, 45 bs, nặng khoảng tạ rưỡi tạ sáu vậy đó. Anh em nào mua thì có thể liên hệ số điện thoại là 0913 908 706 hoặc 0913 719 579 nha anh em. Tạm xin chào tạm biệt tất cả anh em.